Sáng 22 tháng 2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội xác minh, làm rõ sự thật vụ thiếu nữ sinh năm 2010 được gia đình trình báo bị mất tích. Cụ thể, ngày 21 tháng 2, trên một số trang mạng xã hội và cơ quan báo chí đăng tải thông tin với nội dung, ngày 15 tháng 2 năm 2024 cháu NTQT thường trú tại phường Vạn Phúc, Hà Đông đi xe khách từ quê ở Thanh Liêm, Hà Nam đến bến xe Giáp Bát để về nhà nhưng đến nay gia đình không liên lạc được. Trước tính chất sự việc, Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự đã mời gia đình cháu NTQT đến làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Quá trình tổ chức xác minh thông tin, đến chiều ngày 21 tháng 2, trong lúc đang làm việc với chị Đinh Thị Toan, sinh năm 1982 quê quán Thái Bình, là mẹ đẻ cháu NTQT thì điện thoại chị Toan nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ. Với nội dung gia đình muốn em T bình yên trở về nhà thì chuyển vào tài khoản 10400069563 số tiền 200 triệu đồng. Nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình tìm thấy em Trang trong thùng xốp. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo. Phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung lực lượng nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh để làm rõ vụ việc. Kết quả, đến 22 giờ cùng ngày, Tổ công tác Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát Hình sự đã tìm thấy cháu NTQT đang ở nhà trọ cùng bạn tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cháu NTQT tường trình đã bỏ học, sống cùng mẹ và em của mình cùng mẹ khác cha tại địa bàn phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Ngày 7 tháng 2 năm 2024, chị Toan chở cháu T ra bến xe nước ngầm, Hà Nội để đi xe khách về quê ngoại ăn Tết tại xã Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam. Sau khi ăn Tết cùng gia đình, đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2 năm 2024 cháu T đi xe khách một mình để về nhà. Khi đến bến xe Giáp Bát, cháu NTQT không về nhà, không liên lạc với gia đình mà tự ý đến nhà bạn gái, là bạn quen qua mạng xã hội với T, tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tiếp đó đến ở cùng bạn tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do đi chơi không có tiền nên cháu Trang bán chiếc điện thoại di động được 500.000 đồng để ăn tiêu cùng bạn. Đại diện đội cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết, qua sự việc này, các bậc cha mẹ cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em, người thân, tránh việc để các em tự đi chơi mà không có người lớn đi cùng. Đồng thời, cần quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách, trang bị kỹ năng sống, kiến thức cơ bản về pháp luật phù hợp lứa tuổi, tâm sinh lý của con em trong gia đình, kịp thời uốn nắn những hành vi lệch chuẩn, không để con em vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Công an Hà Đông cũng cảnh báo, người dân nên cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng để thực hiện các hành vi khác. Trong sự việc này, tin nhắn đòi tiền chuộc 200 triệu đồng là một ví dụ. Nếu có vụ việc tương tự, người dân cần phải kiểm tra xác minh, trình báo với cơ quan công an để làm rõ. Trưa ngày 21 tháng 2, trao đổi với phóng viên, bà T là mẹ của cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh năm 2010 ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, gia đình chưa tìm thấy cháu và cũng không liên lạc được với Trang bằng điện thoại. Ngoài ra, bà T cũng thông tin, trước đó, tôi cùng với cháu Trang về quê ăn Tết, nhưng do công việc, tôi về Hà Nội sớm hơn và để con ở quê chơi với người thân. Ở quê, cháu nói đến mùng 8 Tết mới về Hà Nội, nhưng không hiểu lý do gì cháu lên sớm hơn 2 ngày. Trước khi cháu Trang rời quê về Hà Nội, người thân ở quê có thông báo cho tôi biết về hành trình của cháu. Quay lại diễn biến vụ việc, bà T kể lại, khi cháu đến bến xe Giáp Bát Hà Nội, tôi có liên lạc với con qua điện thoại, máy đổ chuông nhưng không ai nghe và sau đó là tắt liên lạc. Từ đó đến giờ, gia đình không thể liên lạc được với Trang. Khi được hỏi có lý do nào dẫn đến việc cháu mất tích hay không, bà T chia sẻ, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tôi không thấy cháu yêu đương gì và cũng chưa đưa bạn về nhà bao giờ. Nhưng quan hệ trên Facebook, con có bạn hay như thế nào thì tôi không rõ. Cháu lớn rồi nên tôi nghĩ phải tôn trọng quyền riêng tư của con. Nói về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và tình hình học tập của Trang, bà T tâm sự, cháu học xong lớp 7 thì nghỉ học ở nhà, phụ giúp tôi nuôi em. Vì sau khi ly hôn với chồng, mình tôi gồng gánh nuôi hai con, trong đó có Trang. Hiện tôi cùng các con đang ở trọ tại Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo bà T, do lo lắng cho con, bà đã nhờ cơ quan công an phát thông tin tìm kiếm. Khuya ngày 20 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã phát thông báo tìm cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang đi từ quê ở Hà Nam đến bến xe Giáp Bát Hà Nội từ chiều ngày 15 tháng 2 đến nay chưa về nhà. Đặc điểm nhận dạng, khi đi, cháu mặc áo khoác đen, ống tay trắng, quần đen, dép đen, có xách túi bóng, quần áo màu trắng. Điện thoại của thiếu nữ 14 tuổi mất tích trên đường từ quê lên Hà Nội vẫn đổ chuông.
Ngày 20 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết tiếp nhận tin báo của gia đình Nguyễn Thị Quỳnh Trang, 14 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội về việc chiều ngày 15 tháng 2, Trang đi từ quê ở Hà Nam đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội để về nhà. Nhưng sau đó gia đình gọi điện thì không liên lạc được. Theo thông tin gia đình cung cấp, khi đi, Trang mặc áo khoác đen, ống tay trắng, quần đen, dép đen, có xách túi bóng quần áo màu trắng. Sáng ngày 21 tháng 2, trao đổi với phóng viên, người thân Trang cho biết, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa thể liên lạc được với thiếu nữ này. Thông thường, Trang vẫn đi từ Hà Nam lên bến xe Giáp Bát rồi về nhà ở Vạn Phúc, Hà Đông. Tuy nhiên hôm đó cháu không về nhà và gia đình không có thông tin gì. Hiện số điện thoại của Trang gọi vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy, người thân Trang thông tin. Vẫn theo người thân trong gia đình, họ đã liên hệ với bạn bè của cháu nhưng không ai biết Trang đi đâu. Về các mối quan hệ trên mạng của Trang thì đó là quyền riêng tư nên chúng tôi không nắm được, người thân chia sẻ. Được biết trước đó, Trang có đi làm gần nhà nhưng gia đình đã xin cho cháu nghỉ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ. Liên quan đến vụ án cô gái 21 tuổi bị sát hại tại phòng trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, tại văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho rằng tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác đều bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Thơm, vụ việc nữ nạn nhân bị sát hại dã man tại chung cư đã gây nên sự hoang mang bất bình trong dư luận cùng sự xót thương nạn nhân khi mới 21 tuổi. Hành vi của đối tượng là rất dã man, tàn ác, không còn tính người. Đối tượng đã lên kế hoạch dụ nạn nhân lên phòng thuê trọ, rồi sát hại nạn nhân, chiếm đoạt tài sản. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Sau đó, đối tượng đã lấy một xe máy Honda Vision và hai điện thoại rồi bỏ trốn, luật sư Thơm đánh giá. Theo luật sư Thơm, hành vi phạm tội của đối tượng không những đã tước đoạt tính mạng nạn nhân rất tàn ác mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Xét hành vi của đối tượng đã phạm 3 tội là giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 123, 168, 173 Bộ Luật Hình Sự. Đối với tội giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng để thực hiện tội phạm khác và có tính chất côn đồ, đối tượng có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình, luật sư Thơm nhấn mạnh. Theo điều tra, vào ngày 22 tháng 1, nghi phạm Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê Bắc Giang, trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó, đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hào lên Facebook tìm nhà trọ và liên hệ với chị Lê Thị Thùy L. Chiều ngày hôm sau, Hào hẹn gặp chị L tại ngõ 79 Cầu Giấy để xem phòng trọ. Do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Tối cùng ngày, đối tượng đã tiếp tục hẹn gặp chị L tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào đã được chị L dẫn lên phòng 302 tầng 3 để xem phòng. Thấy cô gái đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị L đã chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy một xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Hào sử dụng xe máy của chị L làm phương tiện đi lại và thuê nhà ở tại ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12:30 ngày 19 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi, trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố giám định ADN của đối tượng Hào, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.